Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và ống thông bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly karaoke đến từ thương hiệu nội địa của Hàn Quốc là Boston Audio. Và dòng này sẽ có tên model là PA1100 hai la mã. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà nên chất âm của nó và độ vang nhại khi hát karaoke đã cực kỳ tốt các anh em. Đối với những dòng sản phẩm âm đi karaoke đến từ thương hiệu của Hàn Quốc thì Boston nó cũng là một trong top đầu, nhưng mà bên cạnh những thương hiệu ví dụ như là Jaguar. Đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức nhờ về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về nhưng mà hình thức còn rất là mới, đẹp keng tầm khoảng 90%. Con này thiết kế là nó sẽ in những cái nút mà nó sẽ in bằng phông chữ của tiếng Anh anh em, nên rất là dễ dàng để cho anh em điều chỉnh. Đây, nó sẽ phân ra là volume tổng nha anh em. Còn đây là những cái phần để mà chỉnh về micro 1, micro 2, để chỉnh về echo và chỉnh về phần nghe nhạc anh em. Nói chung nhìn vào anh em sẽ ngay lập tức là biết chỉnh anh em à. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau trong sản phẩm này. Đầu tiên anh em sẽ thấy là sản phẩm thì sẽ trang bị ta hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Nên anh em phải chơi được cùng một lúc là 2 cặp loa. Tốt nhất là anh em chơi với một cặp 4 tấc, hoặc anh em chơi 2 cặp từ 3 tấc hoặc 2 tấc rưỡi đối lại thì nó sẽ cho ra chất âm hay nhất cho anh em. Còn bên đây là các cổng anh em để tín hiệu nghe nhạc, cục A và cục B. Còn ngoài ra nó sẽ các cái cầu chữ U để cho anh em có thể mà kết nối với các tín hiệu ngoại vi, ví dụ như là một cái PAL hoặc một làm cái R kìa tốt cho anh em. Con này thì nó sẽ có hai dòng điện là 110 và 220V. Và ở đây thì sẽ có một cái nút gạt cho anh em. Hiện tại thì mình đang để điện là 220V. Anh em mua về thì anh em đỡ phải mất công mua thêm cái ổn áp thì nó sẽ rất là mất thời gian và tiền của. Còn bên đây là tem in thông tin về dòng sản phẩm này nha anh em. Đây, model là PA1100 hai la mã. Con này sẽ xài dòng điện là 110 và 220V. Công suất của nó là 480W, nhưng mà công suất của nó là kinh khủng khiếp đối với những dòng sản phẩm âm ly karaoke. Hàng chuẩn là made in Korea nha anh em. Đối với những dòng sản phẩm âm ly karaoke của Hàn Quốc thì mình thấy là công suất rất là lớn anh em ạ. Cùng tầm tiền nhưng mà những dòng Hàn Quốc mình thấy là công suất nó lớn hơn của Nhật Bản rất là nhiều, và được rất nhiều anh em ưa chuộng. Và bị vang nhại của nó thì nó phù hợp với thị yếu của người Việt Nam nên mình đánh giá rất là cao. Còn về nội thất ở bên trong của Boston Audio PA1100 hai la mã thì sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn, vàng óng ánh, chạy tổng cộng là 4 tụt lọc nguồn. Và đặc biệt thì cái này sẽ trang bị ta hệ thống là 4 con sò than nha anh em. Và cả đăng mà quách đặt âm thanh của những dòng karaoke đến từ Boston Audio thì trước nay mình đánh giá rất là cao, nhưng mà những dòng của Boston Audio thì mình bán rất là chạy bên cạnh với dòng của Jaguar và Max-Q. Cho anh em cứ yên tâm về bờ chất lượng của những dòng sản phẩm này, vì rất là nhiều anh em chơi và phản hồi lại rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ test luôn về khả năng karaoke của dòng sản phẩm này. Mời anh em. Done.
để riêng em hết bao đời chờ, để riêng Boston Audio phải nói là hết sức là tuyệt vời. Nhưng mà mình vừa mới ca một ca khúc mà con này thể hiện độ vang và độ nhạy của nó, nghe vẫn là cực kỳ hút nha anh em, nghe tông giọng mình lên cao cực kỳ là đã. Nhưng mà tức là mình còn chưa chỉnh bất kỳ gì về cái tông nha anh em, mà tiếng là nghe hút như vậy rồi. Nhưng mà đây là một trong những dòng sản phẩm mà đời cao và cực kỳ là chất lượng của Boston Audio. Và hiện tại mình đang ghép nó với một cục phát sóng Bluetooth để mà mình có thể hát karaoke qua điện thoại, hoặc anh em có thể chơi qua cả máy vi tính cũng rất ok, TV thì nha anh em. Và giá của nó cũng rất là rẻ, nhưng mà chỉ với 500.000 đồng thôi. Anh em mua cái này về anh em sẽ hát qua không dây, nó sẽ tuyệt hơn rất là nhiều. Và mình đang phối ghép với cặp loa Cbell CRX115, đây là cặp loa mà nó sẽ có 4 tấc và chiếc kèn nha anh em. Công suất của một loa là 500W, và con này đánh đó là vẫn ra được hết sức âm nha anh em. Đây, nói chung mọi sản phẩm thì mình đều phối ghép với những cặp loa khủng để test được đầy đủ chức năng, để cho anh em có thể lấy số liệu mà tham khảo thêm. Rồi anh em thấy sao về tổng quan âm đi karaoke của Boston Audio PA1100 hai la mã thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.